Chào mừng thầy và các bạn đến với bài tập 9 vi xử lý làm bài đếm sản phẩm như video hướng dẫn. Có thể xem video ở đây. Đầu tiên đến với phần vẽ mạch. Phần vẽ mạch sử dụng BIC16F887. Kết nối LCD như những bài trước. Kết nối hai nút nhấn up và down để điều khiển số lượng sản phẩm. Sử dụng một thạch anh để tạo ra dao động, để tạo ra xung. Kết nối nút nhấn như counter và kết nối như hình. Tiếp theo hãy đến với phần vẽ lưu đồ. Phần vẽ lưu đồ, bắt đầu chương trình. Bắt đầu chương trình, khai báo các biến và khai báo các chân và các biến, khởi tạo LCD và counter, set số sản phẩm mắc, kiểm tra nút nhấn, kiểm tra counter. Nếu counter có tín hiệu thì tăng phần đếm sản phẩm. Kiểm tra nút nhấn up, nút nhấn down. Nếu nút nhấn up được, nếu như nút nhấn up được nhấn thì tăng số sản phẩm mắc, nếu nút nhấn down được nhấn thì giảm số sản phẩm mắc, đến khi số sản phẩm bằng số sản phẩm mắc thì thông báo đủ số lượng và dừng chương trình. Tiếp theo đến với phần viết chương trình. Với chương trình, khai báo cái chân của hai nút nhấn, khai báo view HS để sử dụng thạch anh ngoài và sử dụng delay 20m, sử dụng xung 20m. Khai báo các chân cho LCD, khai báo thư diện LCD cho hai biến sản phẩm và biến mắt. Khai báo các ngõ ra và input output, sử dụng điện trở pull up cho bọt B, khởi tạo LCD, khởi tạo counter, đặt mắt bằng 15 ở ban đầu, chỉ ngân rõ chuột về vị trí 11, và in ra màn hình số sản phẩm, tạo một vòng lặp. Đặt setup cho counter, kiểm tra nút nhấn up, kiểm tra nút nhấn down, và xuất màn hình. Phần mắt, kiểm tra điều kiện sản phẩm mắt hay chưa, để dừng chương trình. Tiếp theo đến với phần mô phỏng. Phần mô phỏng chạy chương trình, số sản phẩm mắc mặc định là 15 và số sản phẩm ban đầu là 0. Nhấn nút nhấn up là tăng số mắc, nhấn down để giảm. Và nút nhấn counter để và phần counter nhấn để xem như kích hoạt counter để gia lập có sản phẩm đi qua counter. Đến khi số sản phẩm đạt mắc thì sẽ thông báo đủ sản phẩm và dừng lại. Cảm ơn thầy và các bạn đã xem hết video
Những file mình sử dụng trong video này sẽ được đặt link tham khảo dưới phần description. Cảm ơn thầy và các bạn.